Đó, thấy chưa? Tổng cả xếp bao nhiêu em? Tổng cả xếp bao nhiêu em? Em chưa biết thì chị cứ lựa đi chị, xong rồi em sẽ báo bill cho nha. Em báo bill cho chị. Chị một là chị chuyển khoản cho em. Chị chuyển khoản mấy chị nào mà đơn nhiều quá mấy chị chuyển khoản cho em đi, em chịu ship phân nửa cho mấy chị nha. Em chịu ship cho mấy chị phân nửa. Mấy nay ship nó cao lắm. Ok Ly, ok chị. Đây em có cái set này nè mấy chị. Set này em để mấy chị 50 thôi, nãy em mới nói 60 đúng không? Em để mấy chị 50 thôi nha. 50 thôi mấy chị cho nó mau hết. Size 53 kg đổi lại mặc vừa giùm em. Cái áo thì 60 kg mặc cũng vừa nữa, mà có cái quần nó hơi nhỏ. Hiền ơi, chia sẻ bài giùm chị Hiền ơi. 50 nha. Ai lấy set chốt set giùm em. Set 50, set 50 nha mấy chị. Set 50. Ai lấy set chốt set giùm em. Set set set. Set 50. Áo nè mấy chị, em có cái áo nè. Đó, dễ thương không? Tay cánh tiên nha, màu ngoài là đỏ đô nha mấy chị. Đỏ đô nha, vô coi like giùm chị coi. Chị bị ẩn comment từ nãy tới giờ luôn á. Đó, dễ thương không? Dễ thương không mấy chị? Ai lấy áo này em để mấy chị 35 nha. 35 hàng new á, còn mới á mấy chị. Còn mới á. Đó. Dễ thương không mấy chị? Ai lấy áo chốt áo 35 giùm em. Áo đỏ 35. Áo đỏ 35 nha. Đỏ 35. Ai lấy đỏ chốt đỏ 35 giùm em đi mấy chị. Đó. Một cái áo nu nè. Chắc bô zip nha mấy chị, coi giãn lắm luôn á. Đó. Nu, ai lấy nu chốt nu giùm em, nu 35 luôn nha. Hàng new nha mấy chị, hàng new á. Hàng new nha. Nu. Đây, chữ thiêu hết nha mấy chị, chữ thiêu hết nha. Chữ thiêu không á. Nu, ai lấy nu chốt nu giùm em. Nu. Em gái cho chị lại coi lại cái combo đúng không chị chốt. Cái combo nãy chị chốt nè. Đây. Một cái chân váy jean new nha, một cái chân váy jean new nè. Một cái áo trắng, một cái áo đỏ. Đó, một cái áo đỏ new luôn. Cái áo đỏ không tao bán 60 ngàn nè mấy chị. Cái áo đỏ không tao bán 60 đàn ngàn đó. Rồi một cái ba lỗ nu. Một cái ba lỗ nu nè, với lại một cái áo đen. Áo đen. Đó. Thấy không chị Đào? Thấy không? 40 ngàn. 40 ngàn. Đó, đứng. Hello Vi nè. Hello em. Dạ. Ok đúng không? Ok chị. Hello mấy chị. Hello sao chị đang xem em like nha. Em bị ẩn comment quá trời luôn. Ok tình yêu của chị nè, với lại hai cái áo. Hai cái áo. Áo nu nè mấy chị, nu. Em để mấy chị 30 luôn đi nha. 30 luôn đi mấy chị. Áo nu 30. Áo đỏ 30. Nu 30, đỏ 30 nè. Hello, hello, coi chấm bài giùm em nha. Lên gì đây ta? Lên gì đây mấy chị? Mấy chị muốn coi gì em lên đây mấy chị? Mấy chị muốn coi gì vậy? Giờ em hết biết lên gì rồi. Em hết biết lên cái gì rồi mấy chị. Cái gì? Mắm gì quên rồi, Bích Phượng. Bầu đâu? Bầu ơi, cái này em mặc dễ thương nè bầu. Em còn coi like không vậy? Đó, bầu bí bon chen giùm em nha.
bầu bí bon chen giùm em, ai lấy đầm này em để mấy chị nhiêu, 35 ngàn, 35 ngàn mấy chị. Hoa tím nha, cúc tím, ai lấy đầm cúc tím, chốt đầm cúc tím giùm em. Bầu ơi em mặc cái này dễ thương nè đó, tím 35, ai lấy 35 chốt cúc tím 35 giùm em. Tím tím cúc tím 35, cúc tím 35. Em qua cái bên đây đi, qua đây đi. Hello hello mấy chị, em có cái đầm suông nè mấy chị, đầm suông cam đốc nha, màu cam đốc á mấy chị, nâu đốc á, đầm suông nha. Đầm này ai lấy em để mấy chị 50 nha, 50 mấy chị, 50 nha. Đó, cái này bầu bí bon chen cho em.